Vâng, xin chào các bác, lại trở lại với Minh Ao Đông Hà Nội. Lại có hàng VIP của dòng Bubbly giải mã Pioneer giới thiệu đến anh em. Hôm qua, cửa hàng đã đăng giới thiệu đến anh em một mẫu Bubbly giải mã Pioneer D7. Và có đấy, cửa hàng đã bán. Hôm nay, cửa hàng đăng một con khác còn VIP hơn. Và giá nó là 5 triệu đồng. Ngoài tính năng chạy là Bubbly thì nó cũng có tính năng làm một cái đầu giải mã DAC. Tôi sẽ test hết chức năng cho anh em xem. Hàng đảm bảo bãi zin tuyệt đối và đẹp anh em nhé. Thông tin địa chỉ cửa hàng rất rõ trên tấm biển kia. Quý khách hàng có thể đến tận nơi hoặc ở xa đặt cọc tiền. Mặt tiền nó đẹp xuất sắc luôn, đẹp không tì vết. Ở trên thì có xước sát không tránh khỏi đâu. Trên thì có xước sát không tránh khỏi. Và góc cạnh đẹp, góc cạnh đẹp. Cái này thì tôi có thể chấm cháp lại được. Nó không ăn sâu vào, nó chỉ chợt một tí sơn ở ngoài. Như anh em hãy nhìn mặt tiền nha. Một mẫu lưu bãi. Mã sản phẩm là 912. Đây là một mẫu đi giải mã 7.1. Tại sao nó là 7.1 hoặc 7.1 hoặc 5.1? Bởi vì ngoài việc nghe nhạc và loa chính A, loa chính B. Đây các bác có thể nhìn thấy chữ AB này. Đây. AB đây. Bấm vào nút speaker. Loa A, B, A cộng B. Thì anh em có thể đấu thêm loa phụ. Đó là loa xúc điện, loa center, loa lời, loa surround, surround back ở đằng sau. Để ghép thành bộ âm thanh vòm, âm thanh 3D. Để xem đĩa hình, để xem đĩa phim. Xem phim. Còn anh em chỉ thích nghe nhạc thì có thể đấu như tôi đang đấu vào. Đó là đấu một đôi loa chính A hoặc đôi loa chính B để nghe nhạc lời. Loa chính A đây, loa chính B đây. Surround, surround back, center, loa xúc điện. Đó, thì là cái lý do nó gọi là âm ly 7.1 hoặc 5.1 là nó như vậy. Còn anh em nghe nhạc như tôi đang test đây thì chỉ cần nghe là A, loa B. Đây là thông tin của sản phẩm. Đấy, như con âm ly này thì nó ghi năm sản xuất này, 2003, mây, tháng 5. Lâu ngày không dùng tiếng Anh, chả nhớ nó phải tháng 5 mà. 280W, 100V, lắp ráp tại Indonesia, mang về Nhật dùng, điện 100 mà. Có radio, các bác đang nghe tín hiệu lớn là radio tần số 90. Có hai đường giải mã quang phía mặt sau và một đường vào phía mặt trước. Còn một đường ra ở đây. Đây đường quang tôi đang cắm là đường DVD. DVD. Còn một đường nữa tên là TV. Anh em cắm đường nào thì phải vặn mặt trước đường đó. Và analog đang cắm vào CD. Nó rất dễ sử dụng thôi. Những mẫu âm ly số, âm ly giải mã thì nó có nhiều tính năng. Nên là nó có nhiều cái nút hoặc là chế độ. Nhưng mà anh em hãy sử dụng theo hướng dẫn của cửa hàng thì nó sẽ ra hết. Đây là mặt trên. Góc cạnh đẹp. Vâng, bây giờ sẽ test nhạc mà anh em cùng nghe. Đây là đường vào này. Đây là các đường vào âm thanh. Đó. Đường vào. Giải mã 24 bit. 24 bit. Bạn không có thời gian để cập nhật những kiến thức mới. Đừng lo, đã có chúng tôi, kênh chuyên biệt về sức khỏe, môi trường và an toàn thực phẩm. VOV FM89, tận tâm vì sức khỏe người Việt. Mở cái nắp này ra sẽ có các chức năng. Đây ngoài ra còn đường vào mặt trước này anh em này. Thưa các bạn, người cao tuổi thường mắc các bệnh. Tôi sẽ chuyển sang đường quang đang cắm vào DVD nhá. Hoa trắng không phải màu. Ở dòng âm ly của Pioneer thì nó sẽ có nút single select. Anh em bấm vào đây, nó sẽ ra. Analog không có tiếng này, bởi vì đang cắm đường quang. Nên tôi sẽ phải để chế độ quang. Bởi vì đằng sau là đang cắm vào đường quang, nó ghi là DVD. Nên là muốn chạy nó sẽ phải để DVD và để digital. Bấm vào cái nút này này, single select. Và con âm ly này cũng có cả lao lớt. Những con âm ly Pioneer thì nó hay có cái này. Mà những mẫu âm ly khác không bao giờ có. Một con âm ly có nhiều tính năng và chất âm thì khỏi phải bàn rồi. Chất âm đến cái tầm này thì khỏi phải bàn luôn anh em. Nó có thể ghép được rất nhiều loa, loa to, loa bé. Các dòng loa của Nhật, của Mỹ,
loa Pioneer, Onkyo, Diatón, Yamaha, Sony, Samsung. Tại sao nó có thể ghép được nhiều? Bởi vì nó là một con âm ly khỏe, âm ly gấu, nên là nó có thể ghép được nhiều loa. Đơn giản vậy thôi. Đấy là cách giải thích hợp lý nhất, chứ không phải là một con âm ly nó chỉ đánh 1-2 cái loa nhé. Bát ghép nữa xong rồi. Ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa, giờ còn riêng mình tôi. Về đây hoa lá cỏ cây cũng buồn theo. Nếu âm ly nó không làm hẳn nút vặn bát chép thì nó sẽ có nút gọi là tôn. Anh em bấm vào đó, nó xoay đây. Chỉnh xong bát, chỉnh xong chép thì lại xoay. Nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá. Em ơi em. Đôi loa đang được phối ghép là đôi loa rất to, bát 35. Anh em có thể đấu hai đôi loa vào nghe nhạc. Và mộng đi này anh em cũng có thể ghép vang vào hát karaoke nghêu ngao nhẹ nhàng trong không gian gia đình. Và những đôi loa chính hãng như các bác đang nhìn thấy, đó là loa Mỹ hoặc loa Nhật, hoặc là những đôi loa karaoke gia đình bass 20, chẳng hạn như là Bow, BMB, Pioneer. Tôi sẽ chuyển sang tín hiệu analog này, đang cắm analog vào đường CD. Cho anh niềm vui, tạm biệt nhẹ như nơi đau ơi. Tạm biệt nhớ nỗi nhớ một người, vì có em anh chỉ cần một vòng tay ôm ấp lấy anh. Để ngày mai anh biết yêu hơn, niềm hạnh phúc mới đến dịu em. Cảm ơn thừa sức để tặng những đôi loa nhật to như này em nhé. Điện 100V 280W, âm ly giải mã kiêm đầu giải mã DAC. Khi làm đầu giải mã DAC, anh em sẽ cắm tín hiệu đường vào âm thanh cho nó vào tín hiệu quang hoặc tín hiệu analog bằng dây cắm điện thoại, và nó sẽ giải mã xuất âm thanh số 1 âm ly hoặc mục đẩy khác qua đường breakout. Đây, breakout front. Qua cái hai cái lỗ này anh em nhá. Đây là sẽ xuất âm thanh xuống một cái âm ly khác để lấy tín hiệu giải mã. Khi đó mình không cần đấu dây loa. Còn nếu các bác thích đấu dây loa cũng được. Như mình dùng tính năng nào thì mình phải sử dụng kiểu như vậy, như tôi đã nói. Tôi sẽ test hết chức năng cho anh em nắm được. Tất cả những mẫu âm ly này về chức năng nó đều na ná nhau. Nhưng tại mình yêu đâu sẽ giới thiệu chi tiết nhất để anh em có thể nắm được. Sau đoạn này tôi sẽ mở nội thất cũng như test chức năng làm đầu giải mã DAC. Giải mã 24 bit nha. $5 triệu. Bãi zin tuyệt đối luôn. Anh em có thể ghép vang và hát karaoke vào những đôi loa như đang mở đây, hoặc là loa BMW Pioneer bass 20. Tiếp phần sau.